Tình thế giới, hôm 30 tháng 6 là ngày đầu tiên trong cuộc bầu cử Quốc hội sớm của Pháp. Ngoài gần 50 triệu cử tri, các nhà lãnh đạo của Pháp đã đi bỏ phiếu. Tổng thống Macron cùng đệ nhất phu nhân bà Brigitte Macron đã bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Le Touquet. Sau đó, hai vợ chồng tổng thống Pháp đã ra ngoài và giao lưu, chụp hình, ý tặng và trò chuyện với người dân. Đối thủ của tổng thống Macron, lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận quốc gia, bà Marine Le Pen cũng tham gia bỏ phiếu tại Henin-Beaumont. Theo thị trưởng Henin-Beaumont cho biết, vào lúc 11 giờ sáng, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đã đạt 24%, tăng 44% 4 so với năm 2022. Pháp khả năng cao có một chính phủ cực hữu đầu tiên kể từ chiến tranh thế giới thứ hai với đảng cực hữu mặt trận quốc gia RN chống người nhập cư đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử hai vòng vào ngày 30 tháng 6 và 7 tháng 7. Tổng thống Emmanuel Macron trước đó đã giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử sau khi liên minh trung dung cầm quyền của ông bị RN đánh bại trong các cuộc bầu cử ở châu Âu. Đảng cực hữu RN của bà Marine Le Pen từng bị ít người bầu trong thời gian dài nhưng giờ đây đã cải thiện đáng kể số phiếu ủng hộ. Ông Macron vẫn sẽ là tổng thống sau cuộc bầu cử nhưng sẽ chọn ra một thủ tướng từ bất kỳ đảng nào hoặc liên minh nào chiếm đa số trong quốc hội, bất kể chính sách của họ khác với chính sách của ông đến mức nào.